chiều 11 tháng 11 không, công an huyện Bảo Lâm Lâm Đồng, thông tin, địa phương vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên tết trong phòng ngủ khóa trái cửa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 10, tại nhà riêng của một chủ tiệm vàng bạc ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, anh L. Đ. Quy 23 tuổi, năm di chủ tiệm vàng, vào phòng ngủ khóa trái cửa nhiều giờ đồng hồ, nhiều người gọi nhiều lần không thấy động tĩnh gì ghi chuyện chẳng lành nên người ở tiệm vàng dùng chìa khóa giữ phòng mở cửa vào kiểm tra thì tá quả phát hiện nam thanh niên này tới trên giường. Nhận được tin báo, công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường đáp ứng công tác điều tra, làm rõ sự vụ việc. Theo cơ quan công an, nạn nhân được phát hiện chết trong tình trạng đầu trùng túi ni lông và cổ được cuốn kín đáo bằng băng keo.